Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm là hạnh thứ mười bốn. Lúc bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát băn khoăn rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rằng là in con. Vì kinh thuần phẩm nên phá thuê nguyện Phật bao ngài văn thù sư lời. Nếu vì Bồ Tát ở đời án sao muốn nói kinh này, phải an trụ trong bốn pháp. Một, an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát. Thời có thể vì chúng sinh mà diễn nói kinh này. Văn thù sư lời, thế nào gọi là chỗ hành xứ của Đại Bồ Tát? Nếu vì Đại Bồ Tát an trụ trong nhẫn nhục hòa diệu kéo thuận mà không vùng chạm, lòng cũng chẳng kinh sợ. Lại ở nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thực của cả pháp, cùng chẳng vinh theo chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Thế nào gọi là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Vì Đại Bồ Tát chẳng gần gũi quấn vương tự đại thần quang trường, chẳng gần gũi ca ngoài đạo phạm chí ni kiền tử vân vân, và chẳng gần những kẻ biết sách thế tục ca ngâm. Sánh ngoài đạo cùng với khoai lô già ra đa, phái nghịch lô già gia đà, cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm, đâm nhau đánh nhau và bọn na la vân vân. Bài ca cuộc chơi biến hiện lại, chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo dê gà chó săn bắn chài lưới. Hàng người sống với nghề ác, những người như thế hoặc có lúng lại đến tại Bồ Tát vì nói pháp. Không có lòng mong cầu lại, chẳng gần gũi những tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di hằng, người cầu quá thanh văn, hoặc ở trong phòng, hoặc chỗ kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, chẳng cùng ở chung. Hoàng có lung những người đó lại đến Bồ Tát theo cơ nghi nói pháp, không lòng mong câu văn thù sư lời lại. Vì Đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ, cho là tướng có thể sinh tư tưởng dùng nhiễm mà nói pháp. Cũng chẳng ưa thấy nếu vào nhà người, chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái hóa vân vân, chung nói chuyện cũng lại chẳng cần năm giống người bất nam để làm thân hầu, chẳng riêng mình vào nhà người. Nếu lũng có nhân duyên cần riêng mình vào thời chuyên môn lòng niềm Phật. Nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng hở răng cười, chẳng bày hông ngừng nhận đến vì pháp mà còn chẳng thân
chẳng ưa nuôi đệ tử xa diễn tội hòa can trẻ nhỏ cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng môn thầy thường ưa ngồi thuyền ở chỗ văn thù nhiếp tâm mình văn thù trở lại đó gọi là chỗ thân cần ban đầu. Lại nữa vì đại Bồ Tát Quán Sáng nhân kia pháp không như thần tướng chẳng liên đạo chẳng đồng chẳng thôi chẳng chuyển như không không có thần tinh tấn cả lời nói phô dứt chẳng sinh. Chẳng xuân chẳng cưới không danh không tướng thần không chỗ có không lừa không ngàn không ngài không chưa chỉ do nhân duyên mà có từ điền đạo mà sinh cho nên nói thường ưa quan xa pháp tướng như thêm. Nó gọi là chỗ thân cần thứ hai của vị đại Bồ Tát đúng đo đừng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ăn xong lòng không hề sợ sệt muốn nói kinh pháp này nên trụ vào hành xứ và trụ thân cần cứ thường xa rời quốc và con của quốc vương quan đại thần quan lớn kẻ chơi bìa hung hiểm cùng bọn chiên đà la ngoài đào phạm chi cùng chẳng ưa gần gũi hạng người tăng thương mạng hàng học giả tham chấp kinh luận luận tiểu thừa những tỳ kheo phá giới danh tự a la và những tỳ kheo ni ưa tính chơi giỡn cười ca về ưu bà di tham mê năm món dục cầu hiện tại diệt đô đều chớ có gần gũi nếu những hạng người đó dùng tâm tôn mà nên tài chỗ của Bồ Tát để vì nghe phần nào Bồ Tát tài nên dùng lòng không chung xa sẵn chẳng có niệm mong cầu mà vì chúng nói pháp những gái hoa gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hầu. Cũng chớ nên gần gũi kẻ đồ tệ cắt săn bắn và chài lưới vì lợi mà giết hại bán thịt để từ trong buồn bán sắc gái đẹp những người như thế đó đều chớ có gần gũi các cuộc chơi giỡn dữ hung hiểm đâm đánh nhau và những dâm nữ thải tròn chớ có gần gũi chớ nên riêng chỗ quốc vì người nữ nói pháp nơi lung vì nói pháp chẳng được chơi vẫn cười khi vào sớm cân thần phải dâng một tỳ kheo nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm phật đây tay gọi tên là hành chư thân cần sử dụng hai chữ trên đây có thể an lạc nói lại cũng chẳng viện theo pháp thường chung và hạ vi hay thực cùng pháp chân thực cùng chân có phân biệt là nam hay nữ tại lại chân đưa thân pháp chẳng biết cũng chẳng thấy đây thời gọi tên là hành sư của Bồ Tát tất cả các môn pháp đều không chân chỗ có không có
không khởi diệt, đây gọi là thân cận chỗ người trí hành nương. Chớ đạo điểm phân biệt các pháp có hoàng không là thật, chẳng phải thân là sinh, chẳng phải sinh ở an nơi vắng vẻ, sự trao nhiếp tâm mình an trụ chẳng lay động. Như thế nói tổ về quảng xa tân cả pháp thầy đều không thân có, dường như quảng hư không không có chung bền, chắc chẳng sinh cũng chẳng có, chẳng động cùng chẳng thôi, thường trụ một tướng thế đó gọi là cận tướng. Nếu có vị thì khéo sau khi ta diễn độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lung nói kinh này không có lòng e sợ bị Bồ Tát có lung vào nơi nhà tịnh thân. Lòng nghĩ nhớ chân chính theo đúng nghĩa quán sát, từ trong thuyền định dạy vì các bằng quốc vương vương tử và quán dân hàng bà la môn tại mà khai hoa diễn bài rộng nói kinh điển này. Tâm về đó an ổn không có chúng khiến sợ văn thù, sau khi đứng Như Lai diệt độ ở trong đời mà pháp muốn nói kinh này phải trụ nơi hành an là hoặc miệng thuyền nói hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển chẳng kinh màng các pháp sư căn. Chẳng nói việc hay dở tốn câu của người khác ở nơi hàng thánh văn, cùng chẳng kêu tên nói lỗi quay của người đó, cũng chẳng kêu tên khen người điều tốt của người đó, lại cũng chẳng xin lòng oán hiền. Vì kéo tô lòng an lạc như thế nên những người nghe pháp không trai y có chỗ gạn hỏi, chẳng dùng pháp tiêu thừa đam, chỉ dùng pháp đại thừa mà vì đó giải nói làm cho đường bậc nhất thiết chung tri. Khi ấy Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng vị Bồ Tát thường ưa kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sấm đăng sáng tòa, dùng hương dầu tòa thân tâm gội căn bụi dơ, mặc y mới rành rẽ trong ngoài đều sạch thơm, ngồi an nơi pháp tòa theo chỗ hỏi vì nói. Nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni cán hàng ưu bà tấn và hàng ưu bà di quấn vương và vương tử ca quan cùng thị dân, dùng pháp nghĩa nhiệm màu vui vẻ vì họ nói. Nếu có người gạn hỏi theo đúng nghĩa mà đáp nhân duyên, hoặc thí dụ giải bài phân biệt nói, dùng trí phương tiện này đều khiến kia phán tâm lần lần thêm đông nhiều vào ở trong phần đạo, trừ lòng lời biên chế cùng với tướng giải đại xa rời căn ưu nào tâm từ lần nói pháp ngày đêm thường tuyên nói. Giáo pháp
pháp vô thượng đạo, dùng ca viên nhân viên vô lượng muốn thí dụ mở bài giải, chúng sinh đều khiến chúng vui mừng y phục cùng đồ nằm đồ ăn uống thuốc tan, mà ở nơi trong đó không có chỗ mong cầu. Chỉ chuyên mong lòng nhớ nhân duyên, nói kinh pháp nguyện ta thành Phật đạo, khiến mọi người cũng vậy, đó là lời lành lớn là an vui cúng dường. Sau khi ta diện độ nếu có vị tỳ kheo, có thể diện nói được kinh diệu pháp hoa đại lòng, không chúng ghen hờn không tham nào chướng ngài, cũng lại không ưu xấu và cùng mắng nhía phai lại, cũng không sợ sệt công giao gậy đánh đầm, cũng không thua đuối ra. Vì an cư nhân vậy, người trí khéo tu tâm tâm mình được dường hay thời hay chú ơn là như ta nói ở trên. Công đức của người đó trong nghìn muôn ứng kiếp tinh kể hay thí dụ, chẳng nói thế được lại văn thù sư lại vị đại bồ tát ở đời rốn sao lung ma pháp ma gần diệt mà thu trì đồng tụng kinh điển này, chớ ôm lòng ghen ghét chua dối cùng chớ kinh mắng người hỏng phần nào. Vẫn tìm chỗ hay giờ của kia, nếu hàng tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên gia, hoặc cầu bồ tát đạo, đều không được làm nào đó khiến cho kia sinh lòng nghi hôi. Mà nói với người đó rằng sáng người canh đạo rấn xa tròn, không thể được bậc nhất thế chúng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung biên trở đối với đạo, lại cũng chẳng nên lý luận ca pháp có chỗ dành cái. Phải ở nơi tất cả chúng sinh cõi tướng đại bi, đối với cả đức Như Lai sinh tưởng như cha lành, đối với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư, với các đại Bồ Tát ở mười phương phải thắm tâm lễ lại. Với tất cả chúng sinh đều bình đẳng nói pháp, vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều chẳng nói ít, nhận đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều văn thù sư lời. Vì đại Bồ Tát ở đời rốt sau lúc pháp muốn diệt nếu thành tựu đường hành an lạc thứ ba đây. Thời lúc nói pháp này không ai có thể nào loạn được, bạn đồng học tốt chung cùng đồng tụng kinh này cũng được đại chúng thường đến nghe thụ nghe rồi hay nhớ nhớ rồi hay tụng tụng rồi hay nói rồi hay chém. Hoàng bảo người chép cung vàng kinh quyển cung kính tôn trọng người khen lùng, bấy giờ đừng thế toàn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ghen hờn ngạo vua dối tà mình. Thường tu hành chấm trường chẳng nên kinh miệng người cũng chẳng ấy luận pháp chẳng khiến kia nghi hối rằng người chẳng thành phần phật tự đó nói pháp
thường nhu hòa, nhẫn từ bi với tất cả chúng sanh lòng biển trên. Bồ Tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo phải sinh lòng cung kính, đó là đại sư ta với ca Phật Thế Tôn tưởng là cha vô thượng quá nơi lòng kêu mà nói pháp không chứng ngài. Phạm thứ ba nhờ thế người kia phải giữ gìn một lòng an lạc hạnh vô lượng chúng cung kinh lại văn thù sư lời ca vi đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc phẩm gần gì có vị nào tri kinh pháp hoa này. Ở trong hàng người tại gia xuất gia sinh lòng từ lớn, ở trong hàng người chẳng phải Bồ Tát sinh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này những người như thế tới là mất lời lớn đức Như Lai phương tiện tùy đi nói pháp chẳng nghe. Chẳng biết chẳng hay chẳng hiểu chẳng tin chẳng hỏi người đó, dầu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh này lúc ta được vô thượng chính đàng chính giác, người đó tùy ở chỗ nào ta dùng chứng thần thông trí tuệ dẫn dân đó khiến được trụ trong pháp này. Văn thù sư lời vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nếu thành tựu được pháp thứ tư này thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi, thường được hàng tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di quốc vương vương tử đại thần nhân dân bà la môn cư sĩ thải cung và cung kính tôn trọng, người khen hàng chư thiên ở trên hư không vì nghe pháp cũng thường theo hầu, nếu ở trong xóm làng thành ấm rừng cây vắng ve có người đến muốn gạn hỏi hàng chư thiên ngày đến. Thường vì pháp mà về hộ đó có thể khiến người nghe đều được vui mừng. Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả các đấng phần thua quá khứ vị lai hiện tại giữ gìn vậy. Văn thù sư lời kinh pháp hoa này ở trong vô lượng cõi từ còn chẳng được nghe là huống là đường thay thủ trì đọc tụng văn thù sư lời thế như vua chuyển luận thánh vương chứng lực mạnh mẽ muốn dùng uy thế hàng phục can hướng mà các vua nhỏ chẳng thuận mệnh lệnh. Bây giờ chuyển luân thánh vương đem các đạo binh ra đánh về vua Tây Bình, chúng những người đánh giặc có công liền rất vui mừng. Theo công mà thượng ban hoặc ban cho ruộng nhà xóm làng thành ấm hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân hoặc cho các món trân bảo vàng bạc lưu ly xa cư ma não sang hô hộ quanh voi ngựa xe cổ tối tớ nhân dân. Chỉ viên minh cho trong buổi tông chẳng đem cho đó, vì sao? Vì riêng trên đỉnh vua có một viên minh châu này, nếu đem cho đó thời ca quyến thuộc của vua ác rất kinh là văn thù sư lời. Như
Lai cũng như thế dùng sân thuyền định chi tuệ được cõi nướng pháp giao hóa trong ba cõi mà vương chẳng cứng thuận phùng ca tương hiền thanh của Như Lai cùng mà đánh nhau những người có công lòng cũng vui mừng. Ở trong hàng chúng vì nói ca kinh khiến tâm kia vui tính ban cho các phán thuyền định giải thoát vô lậu căn lưng và lại ban cho thành niết bàn bảo rằng được việc đô để dân dân lòng chúng làm cho đều được vui mừng. Mà dặn về đó nói kinh pháp hoa này văn thù sư lại như vua chuyển luân thấy các binh chúng những người có công lớn đem viện minh châu có tin từ lâu ở trong bụi tóc chẳng vọng cho người mà nay cho đón. Đứng Như Lai cùng lại như thế làm vì pháp vương trong ba cõi đem pháp màu giao hóa cho tất cả chúng sinh thấy quân hiền thánh cùng ma ngũ âm ma phiền não ma chết đánh nhau có công lao lớn. Diệt ma đồng khỏi ba cõi phá lưới ma lũng cũng rất vui mừng kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sinh đến bằng nhân thiết trí là pháp mà tất cả thế gian nhiều oan biết có tin. Trước chưa từng nói mà nay nói đó văn thù sư lời kinh pháp hoa này là lời nói bằng nhân của Như Lai ở trong căn lời nói thời là rắn sao rốn sao mới ban cho Như vua sức mạnh kia lâu gìn viên minh cho mà nay mới cho đón. Văn thù sư lời kinh pháp hoa này là tạm bi mong của các đức phật Như Lai ở trong các kinh thời là bậc trên hết lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói mời ở ngày nay cùng với các ông mà bài nói đón. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn thuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng thường tu hành nhẫn nhục thương so tất cả chúng mời có thể nhiên nói kinh của Phật truyền ngợi đời mang thế về sau. Người tu trì kinh này với tài gia xuất gia và chẳng phải Bồ Tát nên xin lòng từ bi nhưng người đó chẳng nghe chẳng tin kinh pháp này thời là mất lợi lớn khi ta chứng phẩm nào dùng các sức phương tiện. Vì nói kinh pháp này làm cho trụ trong đó thí như vua chuyển luân thắng vương có chất mạnh bình tương đánh có công thưởng ban những đồ vật coi ngựa bụng thế có đồ trang nghiêm nơi thân và những ruộng cùng nhà. Xóm làng thành âm thai hoàng mang cho y phục các món trần bảo đó tôi tớ cùng của cái đều vui mừng bàn cho nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc có vua mới mở bụi tông lấy minh châu cho đón. Đứng Như Lai cũng cái là vua trong các pháp nhân nhục sức răng lớn tàn bao trì tuệ sáng dụng lòng từ bi lớn đúng như pháp độ đời thay tất cả mọi người chịu các điều khó nào muốn cầu đường giải thoát cùng các mà đánh nhau.
Phàm vì chúng sinh đó nói càng món kinh Pháp dùng sân phương tiền lạc nói ca kinh điển đó đã biết loài chúng sinh đưa sức mạnh kia rồi do sao mới vì chúng nói kinh Pháp Hoa này như vua thánh mở tông. Lấy mình trao cho đó kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh ta thường giữ gìn luôn chẳng vọng vì mở bài này chính đã phải lúng vì các ông mà nói sau khi ta diệt đồ. Người mong cầu bằng đạo muốn đưa trụ an ổn nhiễm nói kinh Pháp này phải nên thường gần gũi bốn phá trên như thế người đồng tụng kinh này thường không bị ưu não lại không có bệnh đau nhan sắc được trắng sạch. Chẳng sinh nhà bằng cùng dòng tri thiền xấu xa chúng sanh thường ưa tay như ham mộ hiền thanh ca đồng từ cõi trời dùng làm kẻ sai khiến dao gầy chẳng đến đường. Đồng giữ chẳng ai được nếu người muốn mắng nhiên miệng thời liền ngắm biến nhào đi không xa sánh dường như sư tử vương tri tuệ rất sáng xuống như mặt trời chói sáng nếu ở trong chim bao. Chỉ thấy những việc không thấy ca đứng như lai ngồi trên tòa sư tử cả hàng chúng thì kéo vây quanh nghe nói pháp lại thấy cán long thần cùng a tu la thái số như cả sông hằng đều cùng kính chắp tay từ ngó thấy thân mình mà vì chúng nói pháp. Lại thấy càng đừng vợ thân tương thuần sáng vàng phóng vô lượng hào quang soi khắp đến tăng cả dùng giọng tiếng phàm âm mà diễn nói ca phá phật vì hàng tư chúng nói kinh pháp vô thượng thấy thân mình ở trong chắp tay khen người phần. Nghe pháp lòng vui mừng mà vì cúng dường toàn đưa pháp đà la ni chân bận bận thôi trí phận biết tâm người đó đã sâu vào phần đạo liền vì thu ký cho xe thành tôi chính giác thiện nam tử người này sẽ ở đời vị lai. Chân đưa vô lượng trí nên đạo lớn của Phật khỏi đưa ra nghiêm tình rộng lớn không đâu bằng cũng có hàng tư chung chăm tay nghe nói pháp lại thấy thân của mình ở trong rừng núi văn tu tâm các pháp và lành chứng thực tương các pháp. Cho vào trong thuyền định thấy các phần mười phương các phẩm thân sắn vàng trăm phước tướng trang nghiêm nhẹ pháp vì người nói thường có mong tốn đó lại mong làm quốc vương. Bỏ cung điện quyên thường và ngũ dụng thường nhiều đi đến nơi đào tràng ở dưới gốc bồ đề mà tòa sư tử câu đạo qua bảy ngày đưa tri của các phân thanh đạo vô thượng rồi dạy và chuyên pháp luân. Vì bốn chúng nói pháp trai nghìn muôn ngực kim nói pháp màu vô lâu đồ vô lượng chúng sinh sao sẽ vào niệm bàn như khói đã đèn tăng nếu trong đời